người, mình là Lâm Anh, phóng viên từ FTV, kênh truyền hình sinh viên của trường đại học FPT. Và trên tay mình đây đang là cuốn sách Paris Love 14 của tác giả Phù Thu Hương. Và tác giả Phù Thu Hương là một trong những tác giả đầu tiên cho ra mắt sách liên quan đến đại dịch Covid-19. Và đặc biệt thêm vào đó thì chính tác giả lại là người chứng kiến đại dịch thế kỷ này. Và mọi người hãy cùng theo chân mình để có thể nghe được những chia sẻ kỳ thú vị từ tác giả của truyện ký này nhé. Con chào cô ạ. Tôi tên là Vân Anh, phóng viên từ FTV, kênh truyền hình sinh viên của trường đại học FPT. Và hôm nay thì cô rất vui khi mà trường mình đã mời cô về đây để có thể trò chuyện cùng với sinh viên. Thì cảm ơn cô vì đã chấp nhận lời được phỏng vấn. Bây giờ con có một vài câu hỏi muốn hỏi cô là cảm nghĩ của cô như thế nào khi mà lần đầu tiên đến với trường FPT ạ? Cô chào con, rất là cảm ơn đã trường đã được trường FPT mời đến để nói chuyện về cuốn sách và một số các vấn đề về tâm lý. Cảm giác đầu tiên của cô thì đây là cô cảm thấy cô như quay trở về trường đại học đầu tiên của cô ở San Petersburg, tức là một cảm giác rất là xúc động và một cảm giác rất là tự hào. Bởi vì là ở Việt Nam, giữa Việt Nam, giữa thủ đô như thế, có một trường đại học mà cô thấy về mức độ hoành tráng cũng ngang ngửa trên thế giới. Dạ vâng, thì câu hỏi tiếp theo tôi muốn hỏi cô đó là cảm nghĩ của cô như thế nào khi mà cuốn sách lần đầu tiên được xuất bản nhưng mà lại được mọi người đón nhận nồng nhiệt như vậy ạ? Cảm xúc là xúc động lắm. Và một cái cảm xúc là biết ơn. Biết ơn là nhờ những cái chia sẻ của độc giả, của cộng đồng mà mình ra được cái cuốn sách như thế. Một cái sự bất ngờ lắm. Bởi vì là mình cũng chưa bao giờ nghĩ là mình lại được đón nhận như thế. Nên đó là một cái lòng biết ơn đối với tất cả các độc giả, đối với bè bạn, đối với mọi người mà đã giúp mình để mà mình có được cái cuốn sách đó. Dạ vâng, tiếp theo thì con có nghe được vài câu chuyện là lần đầu tiên cô đi xuất bản cuốn sách thì cô khá là rụt rè, thì con không biết là cô có thể chia sẻ lại câu chuyện của mình ngày hôm đấy được không ạ? Rụt rè là vì thế này, mình cũng chưa viết văn bao giờ cả. Mình còn ở Việt Nam thì rất là ít, chủ yếu là ở nước ngoài, đi nước ngoài từ năm 18 tuổi. Thế nên là mình cũng chưa hiểu cái thể thức như thế nào cả. Và liệu là người ta có chấp nhận không? Chấp nhận cái cách viết của mình hay không? Chấp nhận cái nội dung của mình hay không? Mặc dù thì cô cũng rất là tự tin nhưng mà cũng vẫn lo chứ. Và cũng lo nhiều cái. Lo là không biết là cuốn sách sẽ ra như thế nào. Họ có, tức là bên biên tập có thêm bớt gì không, có những yêu cầu gì không? Dạ vâng, cuối cùng thì con xin chúc cô và cuốn sách Paris cộng 14 sẽ luôn luôn được độc giả đón nhận ạ. Vậy là buổi talk show đến đây là kết thúc. Truyền hình sinh viên FTV.